Những tiếng cười nhạo, giễu cợt không ngừng vang lên xung quanh. Kèm theo đó là vô số ánh mắt đầy khinh bỉ dán chặt vào người tôi. Xem kìa, sao còn mặt mũi mà ra đường nhỉ? Phải làm bạn với cái thứ kinh tởm ấy, chắc ngày nào tôi cũng sẽ nôn mất. Đúng vậy, tôi là Lucy, một con vịt xấu xí. Và sau đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Hãy like và subscribe để theo dõi tôi nhé. Thời thơ ấu, tôi cũng là một bé gái dễ thương, ngoan ngoãn. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Mặt tôi nổi lên những nốt mụn gớm ghiếc, làm cách nào cũng không hết được. Cân nặng dần thoát khỏi tầm kiểm soát. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn, tôi từ một cô gái xinh xắn biến thành một kẻ vừa mập vừa xấu. Khi tôi vừa lên cấp 3, gia đình tôi xảy ra mâu thuẫn lớn. Bố có người phụ nữ khác. Mẹ không chấp nhận được sự thật này nên đã quyết định ly hôn, dẫn tôi đến một thành phố mới sinh sống. Ngay ngày đầu tiên nhập học, tôi đã biết cuộc sống yên bình của mình sẽ kết thúc tại đây. Khi tôi đang đi trên hành lang, một đám nữ sinh đột nhiên xuất hiện chặn đường. Người đứng đầu là Anna, hoa khôi nổi tiếng toàn trường. Đoán xem con nhỏ xấu xí này từ đâu chui ra? Tất nhiên là chui ra từ thùng rác rồi, bốc mùi kinh khủng thế này cơ mà. Này học sinh mới, có muốn gia nhập hội những cô nàng xinh đẹp của chúng tôi không? Đừng thế chứ, tôi đã miễn cưỡng chấp nhận cậu rồi, nên cậu biết điều chưa đi? Bàn tay trên vai tôi đang từ từ siết chặt. Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành đồng ý. Lúc này, cô ta mới chịu buông tha cho tôi. Vậy hẹn gặp lại nhé, thành viên mới. Nói rồi, bọn họ rời đi. Gì mà thành viên mới cơ chứ? Đó chỉ là một cái cớ cho bọn họ dễ dàng bắt nạt tôi hơn mà thôi. Không ngoài dự đoán, những ngày sau đó, tôi trở thành con mồi của nhóm Anna. Chẳng một ai muốn làm bạn với tôi. Có khoảng thời gian tôi rơi vào trầm cảm, không muốn đến trường, cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai. Mẹ thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Nhưng tôi không kể cho bà nghe. Mẹ tôi đã vất vả lắm rồi, tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Tôi thu mình lại, tự tìm cho mình những thú vui để xoa dịu tổn thương. Tôi phát hiện ra bản thân có một niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Và dường như ông trời cũng dành cho tôi chút ưu ái trong lĩnh vực này. Tôi bắt đầu chia sẻ chúng lên mạng xã hội và có được một lượng fan nhất định. Những lời khen ngợi và công nhận càng tiếp thêm động lực để tôi đối diện với thế giới tăm tối ngoài kia. Trong số những người theo dõi tôi, có một người rất đặc biệt, tên anh là Ken. Ken theo dõi trang cá nhân của tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Bất kể lúc nào, chỉ cần tôi đăng bài thì người đầu tiên yêu thích sẽ là anh ấy. Cứ như anh ấy vẫn luôn chờ đợi tôi vậy. Nhưng tuyệt nhiên, Ken chưa bao giờ để lại bình luận, dù chỉ là một lời chào hỏi nhỏ. Vậy mà bất ngờ thay, hôm nay tôi đã nhận được một tin nhắn đến từ tài khoản của Ken. Chào Lucy. Hi Ken, rất vui được gặp anh. Có thể em không biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng tôi đã hâm mộ em từ rất lâu rồi. Chúng ta có thể làm bạn chứ? Sao tôi lại không biết anh chứ? Anh luôn là người đầu tiên like bài viết của tôi. Tất nhiên, chúng ta có thể làm bạn rồi. Tôi không biết em lại chú ý đến tôi như vậy đấy. Vì anh rất đặc biệt. Ken không trả lời. Mãi đến khi tôi sắp ngủ quên mất, điện thoại mới một lần nữa reo lên. Với tôi, em cũng rất đặc biệt. Chúng tôi đã trở thành bạn bè như vậy đấy. Cũng như tôi, Ken bị trêu chọc rất nhiều chỉ vì nhà anh nghèo. Tôi vô cùng đồng cảm với anh. Cả hai cứ thế dần trở nên thân thiết. Ken đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi ngày, tôi đều mong ngóng đến giờ tan học để trò chuyện với anh. Chỉ cần tôi muốn trò chuyện, anh đều sẵn sàng đáp lại. Anh từng chút một tiến vào thế giới bé nhỏ của tôi và chiếm lĩnh toàn bộ nó. Anh biết không, anh là người bạn duy nhất của tôi đấy. Ồ, vậy sao? Thật vinh hạnh cho tôi quá. Nhưng chẳng phải một người xuất sắc như em xứng đáng có nhiều hơn thế chứ? Tôi không hoàn mỹ đến như vậy. Tất cả mọi người đều căm ghét tôi. Không ai muốn làm bạn với một đứa như tôi cả. Có lẽ nếu anh gặp tôi bên ngoài, anh cũng sẽ nghĩ như thế mà thôi. Liệu ai sẽ yêu thích vẻ ngoài xấu xí này chứ? Dù em có như thế nào, trong mắt tôi, em sẽ luôn là cô gái hoàn hảo nhất. Tôi vô cùng cảm động. Chưa có người nào nói với tôi những lời như vậy. Tôi đang định cảm ơn thì Ken lại gửi tới một dòng tin nhắn. Lucy, tôi thích em. Anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác hạnh phúc vậy. Nhưng một người như anh xứng đáng có được một người con gái tốt nhất trên đời, chứ không phải một đứa xấu xí như tôi. Anh sẽ hối hận đây, tôi không dừng với anh. Lucy, hãy tin tôi nhất định sẽ trở thành một người bạn trai tốt. Đồng ý hẹn hò với tôi nhé. Tôi động lòng thật rồi, nhớ tới những ngọt ngào Ken vẫn luôn mang đến cho tôi. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã mang anh ấy đến. Ken giống như một vị thần cứu rỗi số phận bất hạnh của tôi. Có lẽ từ bỏ Ken là một việc vĩnh viễn tôi không thể làm được. Tôi phát hiện bản thân đã trở nên ích kỷ, nhưng như vậy có sao chứ? Dù tôi có lựa chọn thế nào, tôi tin Ken vẫn sẽ luôn bao dung tôi. Em đồng ý. Tôi đắm chìm vào vị ngọt của tình yêu. Mặc cho có phải chịu bao nhiêu bất công ở trường, tôi cũng không cảm thấy tuyệt vọng nữa. Thì ra,
cuộc sống vẫn luôn đẹp như vậy. Nhưng dường như tôi vẫn chưa thoát khỏi bất hạnh. Chuyện tình yêu của tôi với Ken chẳng kéo dài được bao lâu đã kết thúc chóng vánh. Tất cả bắt đầu từ một tin nhắn của Ken. Hôm ấy, sau khi đi học về, như thường lệ, tôi ngồi chờ đợi tin nhắn từ Ken. Nhưng hôm nay, dòng tin ấy làm tôi vô cùng bối rối. Anh muốn được thấy gương mặt của em. Tôi hốt hoảng, vẫn biết là không thể giấu anh ấy mãi được. Nhưng quả thực tôi không nghĩ là ngày này lại đến nhanh như thế. Liệu Ken sẽ nghĩ gì khi thấy nó? Liệu có ghét bỏ tôi như cách mà những người xung quanh tôi vẫn làm hay không? Không, tôi không muốn mất đi anh ấy. Trong lúc tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó, Ken lại gửi đến một tin nhắn. Đừng lo lắng gì cả. Với anh, em luôn là cô gái xinh đẹp nhất. Tôi dần bình tĩnh lại, nhớ tới những gì anh ấy thường hay nói. Phải rồi, anh ấy chắc chắn sẽ chấp nhận mình thôi. Mình không muốn phải lừa dối anh ấy. Tôi tự chụp một tấm ảnh, rồi lấy hết can đảm gửi nó cho Ken. Nhưng không có gì xảy ra cả. Ken chỉ xem mà không trả lời. Lần này tôi lo lắng thật rồi, vội vàng nhắn hỏi. Ken, anh có ở đó không? Ken không đọc. Tôi lại nhắn một loạt những tin nhắn, muốn tìm kiếm chút hy vọng. Anh đừng dọa em. Không phải anh nói sẽ mãi ở bên em sao? Ken, em phát điên lên mất. Anh đâu rồi? Ken! Vẫn không có lời đáp lại, tôi sốt ruột nhấn vào trang cá nhân của Ken muốn tìm thêm thông tin liên lạc của anh. Nhưng tài khoản của Ken trắng tinh, ngoại trừ tôi ra, chẳng hề có thêm bất cứ người bạn nào khác. Tôi rơi vào tuyệt vọng, không ăn không uống trong nhiều ngày, khóc lóc đến sưng cả mắt, chờ đợi tin nhắn từ Ken, trạng thái tinh thần suy yếu trầm trọng. Lucy bé bỏng của mẹ, chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Anh ấy không cần con nữa rồi, con không muốn sống nữa. Con vẫn còn có mẹ mà, hãy bình tĩnh lại, kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra nhá. Ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy đau đớn và xót xa. Tôi dần bình tĩnh lại, kể cho mẹ nghe về chuyện tình của mình. Ôi con yêu, con là một cô gái tốt, có lẽ chàng trai đó đã gặp phải vấn đề gì rồi. Chắc chắn là vậy, Ken vĩnh viễn sẽ không rời bỏ mình. Mình phải tiếp tục sống để chờ đợi anh ấy. Tôi trở về với cuộc sống bình thường. Tôi vẫn đến trường, mặc kệ những lời chế giễu của mọi người. Nhưng điều kỳ lạ, tôi không còn là tâm điểm của những lời bàn tán nữa. Này, nghe tin gì chưa? Có học sinh mới chuyển tới lớp ta đấy. Nghe nói nhà cậu ta giàu lắm, lại còn đẹp trai nữa. Tôi không quan tâm tới cuộc trò chuyện đang sôi nổi. Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Cô giáo mở cửa, dẫn theo một nam sinh. Giây phút cậu ta đi vào, không khí như bùng nổ. Đấy, tôi bảo rồi, cậu ta đẹp trai quá. Đẹp như vậy, không biết có người yêu chưa nhỉ? Thôi đi, đừng mơ tưởng nữa. Tôi tò mò, ngẩng mặt lên nhìn. Ô, quả thật, như lời bọn họ nói, nam sinh mới chuyển đến này rất điển trai. Trật tự nào cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn học mới, em giới thiệu đi. Chào các bạn, mình tên Alex, là học sinh mới chuyển đến, rất mong được mọi người giúp đỡ. Trông cậu ta cũng được đấy, vừa giàu vừa đẹp trai. Đúng thế, hoàng hậu thì đi với vua thôi, cậu ta hợp với Anna nhất. Anna không nói gì, nhưng cười rất tươi, như thể đang tận hưởng lời tâng bốc của đám bạn. Để xem còn chỗ trống nào cho em không? Thưa cô, chỗ em còn trống, bạn ấy có thể ngồi cạnh em ạ. Anna bất ngờ phát biểu, nhưng cô giáo vốn không thiện cảm với những học sinh cá biệt như cô ta. Anna trật tự, hãy để Alex tự lựa chọn chỗ ngồi. Kiểu gì, cậu ta cũng sẽ chọn ngồi chỗ cạnh em mà thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Anna rất xinh đẹp, vẻ ngoài của cô ta có thể thu hút bất kỳ người con trai nào. Nhưng ngoài dự đoán, Alex không hề bước đến chỗ Anna, mà lại chậm rãi đi về phía tôi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Anh ta xuống đây làm gì chứ? Alex ngồi vào chỗ cạnh tôi. Chào, mình là Alex, mình có thể ngồi đây được không? Tùy cậu. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa, chỉ chăm chú nghe giảng. Chẳng biết có phải do tôi mệt mỏi, dính ảo giác hay không. Sau buổi họp hôm ấy, Alex dường như còn có ý tiếp cận tôi. Này, Lucy, tớ có thứ này cho cậu. Cậu ta đặt lên bàn tôi một hộp sữa nhỏ. Tôi khá ngạc nhiên, tại sao cậu ta biết tôi thích loại sữa này? Cảm ơn, nhưng tôi không thích vị sữa này, trả lại cho cậu. Tôi đẩy hộp sữa sang phía bàn của Alex. Ánh mắt cậu ta trông rất buồn. Nếu đổi lại là trước kia, tôi có lẽ sẽ rung động với một người như cậu ta. Nhưng hiện tại, trong trái tim tôi chỉ có duy nhất Ken, không có cách nào chứa thêm một người khác. Tôi không đáp lời Alex, cậu ta có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn không chịu rời đi. Tôi cảm thấy rất phiền, không biết cậu ta có mục đích gì mà cứ bám chặt lấy mình. Được rồi, nếu cậu ta không đi, vậy thì tôi sẽ đi. Tôi rời khỏi lớp, Alex vẫn bám đuôi tôi. Tôi dứt khoát vào thẳng nhà vệ sinh nữ,
Vừa mới đẩy cánh cửa, một xô nước lớn dội thẳng xuống đầu tôi. Hỏi cần nghĩ, tôi cũng biết cái trò quen thuộc này là do ai bày ra. Lâu rồi không gặp vịt con xấu xí. Còn chưa để tôi đáp lời, cô ta đã lôi tôi tới trước gương. Mày mở to mắt ra mày nhìn cho kỹ. Trông mày gớm ghiếc thế này mà cũng muốn tranh giành cậu ấy với tao à? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Tránh xa Alex ra, cậu ấy là của tao. Lần đầu tiên tôi thấy Anna vì một người con trai mà làm đến mức này. Nhìn dáng vẻ của cô ta mà xem, thảm hại có khác gì tôi đâu. Như cậu mong muốn, tôi sẽ nhường Alex cho cậu. Tôi nhanh chân chạy khỏi nhà vệ sinh. Tiếng thét chói tai của Anna vang lên phía sau. Tôi chẳng mấy bận tâm, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thật sớm mà thôi. Nhưng vừa rời khỏi phòng vệ sinh chẳng bao lâu, tôi lại đụng mặt Alex. Lucy, cậu sao vậy? Tôi không trả lời mà làm như không nhìn thấy, nhanh chóng đi ngang qua người cậu ta. Mới gặp lần đầu mà cứ cố tỏ ra thân quen, linh cảm mách bảo tôi rằng gã Alex này cũng chỉ đang âm mưu gì đó thôi. Từ đó trở đi, tôi càng trốn tránh Alex. Chuông tan học vừa reo đã vội rời đi. Mỗi lần cậu ta muốn lại gần đều bị tôi lấy cớ tránh mặt. Chẳng biết đầu óc tên nhà giàu này có vấn đề gì không. Xinh đẹp như Anna chẳng cần, cứ muốn một đứa xấu xí như tôi làm gì chứ. Cứ ngỡ Alex sẽ sớm bỏ cuộc, nhưng tên này thế mà lại tìm hẳn tới nhà tôi. Lucy, tớ biết cậu ở nhà, xin cậu hãy gặp tớ một chút thôi. Đã đến lúc đối diện với cậu ta rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lucy, cậu biết không, kể từ lần đầu tiên thấy cậu, tớ đã nghĩ sao trên đời này lại có một cô gái dễ thương đến vậy. Lời nói này của Alex thực sự rất nực cười. Gương mặt của tôi thế nào còn cần đến cậu ta đánh giá sao? Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Lucy, có thể cho tớ cơ hội làm bạn trai của cậu không? Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất. Chẳng ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển như vậy. Không thể, tôi đã có bạn trai rồi. Ồ, vậy sao? Nhưng mọi người đều nói cậu chưa có bạn trai mà. Tất nhiên, bọn họ không biết anh ấy là bạn trai trên mạng của tôi. Mặc dù không biết hiện tại có phải không. Tại sao lại không biết? Đã lâu rồi, anh ấy không liên lạc với tôi. Không biết Alex nghĩ gì, cậu ta cũng cúi đầu, trầm mặc nói. Ở cái thời đại mà ai cũng cầm điện thoại 24/7, không trả lời tin nhắn chẳng phải là câu trả lời rồi sao? Không đâu, tôi tin anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Dù có thế nào, người tôi yêu cũng chỉ có anh ấy. Alex gật đầu. Tôi không thể thấy được bất kỳ cảm xúc nào ẩn trong đôi mắt cậu ta. Sau cuộc nói chuyện đêm ấy, Alex quả nhiên không còn làm phiền tôi. Cậu ta cũng không đến lớp. Có lời đồn rằng Alex đã chuyển trường rồi. Tôi không quan tâm. Ngày ngày trôi qua cứ như vòng lặp, đến trường rồi lại về nhà. Mẹ tôi thấy tôi như thế thì động viên hết lời. Bà chú ý hơn tới bữa ăn của tôi, nói rằng muốn giúp tôi thay đổi. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Sau này nếu gặp lại Ken, tôi sẽ đứng trước anh bằng dáng vẻ xinh đẹp nhất. Tôi điên cuồng tập luyện thể thao, kiểm soát chế độ ăn, chăm sóc da. Trải qua một thời gian vất vả luyện tập, tôi đã hoàn toàn lột xác, từ một chú vịt con xấu xí biến thành một con thiên nga xinh đẹp. Những lời chế nhạo trước kia giờ đã thay thế bằng lời khen. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, Ken vẫn không hề xuất hiện. Tôi bắt đầu hoài nghi, anh ấy thật sự không yêu tôi nữa rồi. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Một ngày nọ, tôi lại nhận được tin nhắn từ anh ấy. Anh thực sự vô cùng xin lỗi, có lẽ em đã phải chịu nhiều tổn thương rồi. Tôi vui mừng đến mức chẳng quan tâm gì nữa. Có rất nhiều lời muốn nói với anh. Thế nhưng tôi chưa kịp trả lời, tin nhắn của Ken lại được gửi đến. Anh có thể gặp em không, tại buổi dạ hội tối nay của trường? Tôi không chút chần chừ mà đồng ý. Giờ đây tôi đã khác rồi, mang theo niềm háo hức, tôi trang điểm chuẩn bị thật kỹ càng để đến bữa tiệc. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi quá chậm như vậy. Đợi mãi mới đến giờ bắt đầu buổi tiệc. Tim tôi đập rộn ràng, tay hồi hộp đẩy cánh cửa hội trường. Thật kỳ lạ, sao họ lại tắt hết đèn vậy chứ? Bất ngờ lúc này, điện thoại tôi rung lên. Đó là cuộc gọi từ Ken. Tôi vội vàng nhấn nút nghe. Lucy, em biết không, gặp được em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Thế nhưng, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát. Tôi đã lừa dối em. Tôi đã nói dối rằng tôi là kẻ nhà nghèo, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt để tìm kiếm sự đồng cảm của em. Tôi nghĩ chúng ta cứ trò chuyện qua tin nhắn như vậy tốt biết bao nhiêu. Nhưng tôi đã quá xem thường tình cảm mình dành cho em. Tình yêu đó lớn dần đến mức tôi khao khát được gặp em, được ôm em vào lòng. Lượng thông tin quá lớn khiến tôi ngơ ngẩn, không biết phải đáp lại như thế nào. Tiếng của Ken vẫn tiếp tục truyền tới từ đầu bên kia. Tôi muốn xem ảnh em vì chỉ muốn tìm gặp em.
Tôi đã đặt vé máy bay bay tới chỗ em, nhưng chẳng may trong khi di chuyển, tôi đã làm thất lạc điện thoại của mình. Lúc đó tôi nghĩ, như vậy cũng tốt. Tôi có thể gặp em bằng một thân phận khác, bắt đầu lại mọi thứ. Lời nói dối kia xem như chưa từng tồn tại. Vậy mà cuối cùng, tôi cũng chẳng thể thành công. Ánh đèn sân khấu bất ngờ được bật sáng. Một người đàn ông đứng giữa sân khấu. Anh ta mặc một bộ lễ phục màu trắng tinh khôi. Đó là Alex. Trên tay cậu ta còn cầm một chiếc điện thoại. Môi cậu ta mấp máy, tiếng của Ken cũng vang lên trong điện thoại. Lucy, xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Chân tôi run rẩy bước về phía trước, không thể tin được. Người mình tìm kiếm bao lâu vẫn luôn ở ngay trước mặt. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, làm trôi đi lớp trang điểm xinh đẹp. Alex đỡ lấy tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được hơi ấm cùng tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Tôi đưa tay lên giữ lấy gương mặt anh. Cảm ơn em Lucy, làm người yêu anh nhé. Em đồng ý. Alex chậm rãi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Giọng anh tràn ngập hạnh phúc. Mắt tôi nhòe đi, mỉm cười gật đầu đồng ý. Ánh đèn flash ngập tràn hội trường, khẽ lay động theo tiếng nhạc du dương. Ai cũng vui mừng, chúc phúc cho chúng tôi. Tôi và Alex vinh dự trở thành King and Queen năm ấy. Câu chuyện về cuộc tình đầy trắc trở, nhưng tuyệt đẹp đó được kể lại như một giai thoại của trường. Mãi đến sau này, khi chúng tôi đã cưới nhau, có con cái, khi nhớ lại vẫn không khỏi bật cười. Anh đúng là định mệnh của cuộc đời em.